vô bắn cái lửa vô chặn nó. Hết lửa thì cầm súng chọi mặt nó. Thì bạo lực thì ông nội. Chứ em tính làm cái gì? Chờ tụi nó vô, mời tụi nó uống trà, nói chuyện. Dính hả? Camera dính đạn em rồi, camera dính đạn em rồi. Rồi camera chết rồi đó. Thấy không? À, kêu xíu rồi thấy không? Hai lần. Đúng nhây luôn, bao mày nhây luôn. Tưởng mình có spawn pick hay lắm. Như thế nào nó cũng spawn pick các kiểu. Nó 800. Ôi cái camera đúng nhây luôn qua, nó đập hai cửa luôn, nó nhây lắm luôn á. Ôi. Không ơi, không. Ôi. Em ăn cái cục Thatcher ra ngoài này được không? Cái cục này nè. Cho nó vô hiệu quá cái rồi chọi chọi ba. Ok. Chọi một cái ngay cái control của thằng gì đi ba. Anh cũng đang cần. Cho nó đâu? Ngay cuối dãy. Chọi đâu anh hả? Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Để khoai từ từ đợi kia nó cuối dãy hơi xa từ từ. À Mira tới nè, Mira tới nè. Có thằng ở Swan nè, Swan nè. Swan nè, Swan nè. Ừ đúng rồi. Mới thấy luôn. Má trên mạng nó có cái cảnh mà giết người bằng bút chì nè. Thằng Senka đang đâu, nhìn ra cửa anh ơi. Ơ, giết người bằng bút chì ác liệt vậy. Mew trong này luôn, Mew trong này luôn. Ủa như cái, ủa anh nghĩ lúc mà phim John Wick nó có cái cảnh giết người bằng bút chì không nhỉ? Không nói vậy thôi, chuyện miệng như thế chứ đâu có đâu. Có cảnh đó ba. Có đâu ba, anh coi phần 1, phần 2 rồi mà. Nè, phần 2. Có. Phần 2 đâu có cảnh đó đâu. Đâu, phần 2 làm gì có. Ừ, mới anh có đi coi vậy làm gì có cảnh đó. Đúng á. Năm xị chơi không? Năm xị. Anh mới đi coi phần 2 về đâu ông nội, đâu có. Ờ, mới đi coi. Năm xị chơi không? Có liên luôn nè. Vấn đề là cái đó chắc là anh chẳng cách thì anh đâu có thấy. Rõ ràng là anh với anh Hiếu đâu làm gì có cảnh, nếu có anh nói em rồi. Nếu có anh đi coi rồi nè, làm gì có. This. Đó, cho coi cảnh đó rồi đó. Là tranh cà như cặt. À đúng rồi nghe. Cái khúc mà ở trong tàu điện ngầm á, thằng John Wick bị hai thằng nó truy đuổi á bà. Cái khúc đó là của mình bị cắt á. Trong phòng luôn á nghĩa. Ủa rồi. No. Chơi. Ơi vãi cứng. Thôi. Camera nhây đã chết. Ơi mày sẽ xuống tiếp rồi. Mày có hàng chạy vô hướng em á, có hàng chạy vô hướng em á. Đó nào. Tụt mẹ. Ờ. Choáng mà. Cái phòng này có em không? Phòng A nếu có nha, phòng A nếu có nha. Có lo. Mà đồ nó có con rắc rồi, có con Echo. Echo có Echo nữa. Echo chơi nóc hay sao? Hiểu rồi là hiểu.
Nãy trên trên chọn con troll thứ hai là nó giục luôn con troll đầu tiên của anh rồi, đâu chọn con troll cũ được đâu. Thế đéo là đứa nào không qua Huy kêu lại xài được. Mấy anh chơi này 3 cái sự sạch. Quá là trăng trà được mẹ. Thế con troll này kệ đó. Bắn đéo được. Ngon. À trong phòng luôn, à trong phòng luôn. Có cái lỗ quá Nghĩa ơi, từ từ. Coi cam đi Nghĩa. Nó còn cam mà. Rồi, đục luôn. 15 seconds. 10 seconds. Go, 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 go. Hay quá. Ace mẹ luôn. Hu. Căng. Chặt nha. Ôi ơi, bên ấy, bên ấy. Biết ngay mà không đủ má nói đéo sai. Nên mẹ sao nãy dùng cho anh đéo thấy nó ta. Bên tay phải á. Bên phải á Huy. Mẹ vãi luôn, nãy dùng cho rõ ràng đéo thấy nó. Hả? Ừ, cái chỗ cái khiên nãy á. Đồ quá, camera chạy ngang mà anh nó đéo rồi bắn anh luôn quá. Đúng rồi, camera nãy camera giết em á. Không, ý là vấn đề là nó chạy ngang mà anh mà nó không thèm bắn anh luôn. Nó chạy ngang mà anh luôn, không thèm bắn là không thèm bắn. Lộn đi đi sao đi mèo. À lộn. Em. Bom đặt lại đi, đặt chỗ nào cũng được. Đặt đi. Nè, tôi nghĩ trên lầu nè. Rồi đi ra đi. Rồi. Gì lắm, chắc nó report tao hack luôn, chắc luôn. Ơi, mất máu rồi Nghĩa ơi. Chụp má. Ủa cái đéo gì vậy? Cửa sổ đằng sau. Căn ghê vậy. Mang theo đủ má mưu để quăng bom cho con đĩ lộn. Trên lầu à. Có ai à? Thủ. À, anh. Nó vô rồi nè, bom tại nó vô rồi nè. Bó tiếng nghe. Lộn đủ má cho mình thì cẩn thận nha, đừng có từ sớm mà làm gì á. Ngay cái hành lang chính luôn á, cửa chính bước vô cái phòng á. Tiến chạy vào này nè. Hết hồn. Ôi. Mày thì định mày đập cửa gì ba, anh biết nó đứng đó rồi mà. Hả? Anh đã bảo rồi mà, ở đây cái cửa chính mà. Ừ, vô đầu. Muốn biết không mày? Muốn biết không? Các bạn có muốn biết không? Điệt nè. Ồ nice, cảm ơn Huy. Má chuyết cục xúc quá, đòi biết chứ rút à. Ở lộn đót à. Ô rảnh, mày rảnh thiệt, mày rảnh lắm. Nãy giờ tao tưởng mày đặt hết trơn. Ngon. Còn đúng rồi con chứ mấy. Chạy tú bên kia. Thôi đóng lại đi. Bỏ đi. Anh đang tính chơi an toàn. Ồ, hình như nó vừa thấy cam xuống rồi. Đúng rồi, nó mới vừa thấy cam xuống. Mày thì chôn với bố mày. Lầu 2 á. Nó vừa mới thấy cam xuống chỗ này nè. Bên này nè. Thôi rút đi Huy. Em canh khúc trên nha. Anh
cho anh bom bên này cho. Nghe tiếng bước chân của Huy. Coi cam đi, coi cam đi, coi cam. 15 seconds. Nhìn cái Vista hallway đi theo trái, đi hướng về hướng đây về, à, đi về hướng về. Đây là Thomas hallway á. Bên này hả? Chỗ em ơi, chỗ đúng em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Asher. Cho mà khỏi xài cái đó luôn. Má, phương pháp truyền thống này các bạn thấy chưa? Hết sợ. Ô bên mình có tham ai không? Ờ bỏ đi. Bỏ đi, quay quay quay, em bắn nha. Đồ. Đồ chạy ra cứu. Vãi cái đái, anh cũng đéo ngờ dính ra lần hai thằng. Trời nó. Vãi cái chạy ra cứu. Vãi má, ủa đụng mấy hai thằng Valkyrie với lại thằng lồn kia luôn. Đó bên bên kia kìa. Rồi không. Còn một thằng Valkyrie. Valkyrie chết rồi, còn camera à. Tổng camera chứ không phải. Kệ kệ. Tôi sai đâu kịp. Máy con này bắn yếu quá, bom lại. Nó còn 30% máu à. Nó còn 30% máu hiểu trên cái hát á. Ờ xấu xe. Behind the car. Very low, very low, behind the car. Prevent further fuck, access to the man. Biohazard container. One friendly operator remaining. Mission failed. All friendly eliminated. Xanh chín, xanh chín. Một bếp. Các bạn bi giá. Insertion in 10 seconds. Nicely done. The biohazard container has been located. 5 seconds before insertion. Secure it.
dính kìa, nghe tiếng dính. Ừ. Anh tự nhiên lầu 2 nó có còn chắp can hay sao? Tắm coi đứa nha, tắm coi đứa. Còn tắm chết rồi, còn tắm chết rồi. Chết bị game luôn. Bên dưới lầu kìa. Trời má nãy chạy vô là ăn cạch. Lò mày biết kia thiệt chứ. Đục mấy. Đâu này thì mẹ mình biết đã có quả đó rồi. Ê, có quả chắc lắm ra nha Huy, có 7 cái can trong đó có con lùn hết rồi. Lùn quá. Má lên núp trong bàn á, nó đang núp trong cái bàn cho con tin á. Ừ đúng rồi đó. Lùn quá. Lùn quá. Dừng như quả. Nó đang nằm trong cái bàn cho con tin á anh. Rồi rồi biết rồi. Má cảm giác tự tin xử được hai thằng hốt đi. Kia kìa. Quá đầu rồi, mới thấy nút đầu rồi mà. Nghe tiếng rồi, nghe tiếng rồi. Ngày này thứ sáu, ngày này tuần trước. Ngày này tuần trước. Má hết tới rồi, buồn ghê. Còn cắt cao trong phòng, cắt cao trong phòng. 10 seconds left. Đó đằng sau cái bàn lên phải. Ôi trời ơi má, nghĩa là clutch. Clutch. Lúc nào cũng cầm cái bị tạo clutch á ha. Má, em có biết được phiêu 1 á. Mi tặng đúng là hàng ngon. Bất sổ đi mày. Tao đi mi đi mẹ cái thứ không có bò. Tao cái thứ bò không cho tặng game. Có đéo cần bò tặng game mày hết. Tao chỉ cần ăn thôi. Huy nói câu lơ chí phải quá luôn. Ăn mới sống mới chơi game chứ ba. Thấy à. Nói câu hay phải luôn. Đúng đúng anh đồng tình. Phải ăn rồi mới chơi game chứ. Ủa mì cũng cho tao ăn thôi. Mì cũng nấu ăn cho tao thôi. Thì có ai nói là nó không nấu ăn cho em đâu. Đồ má đang bích. Trời ơi. Đi. Hiếu. Ủa được. Mày vô bắn luôn hả? Rồi đi mẹ. Đi mẹ. Mày hay lắm. Đồ má nhưng tên chưa gục vào mày. Đồ má. Đây, nó có ngoài cửa. Đồ má, mém nó nhấp cái đầu đó rồi. Ngoài cửa bên phải anh vậy. Rồi rồi biết rồi. Chắc này đi thu nhận bạn. Ủa, à u play của tao là gì ta? Má. Bên cạnh có nuôi con corgi á. Đãi vợ, ê, mai anh qua nha. Bên cạnh mới nuôi con corgi á. Ê, đãi vợ, vậy mai anh qua. Ê, đúng mai, bự luôn. Mai anh qua nha. Nghe đít ở lòng nhầm, Hiếu nghe đít bự Hiếu khoái lắm. Anh khoái corgi lắm. Cái mẹ nó đít bự đi.
không ngờ là đến cả chó rồi còn hiếu phải đích bự. Ôi à, tao đeo nhớ các bạn vô mà không thèm bắn cam luôn mới đâu. Vật cơ lần sao nuôi nuôi rồi để ở quán là lâu lâu bà đem từ nhà lên chán giờ. Ủa anh tưởng là lúc nào bà cũng đem lên chứ, bà nuôi trên phòng á. Ai vậy bắn ngay góc bắn đi cùng ngay góc xuống dưới thật. Ủa I've seen the fall, and now I'm falling for you.